Là đi quay một cái game đầu năm rất là vui với các MC, tên là ngày hội MC tranh tài. Mọi người thấy cái khúc đầu nhoi không? Nhoi quá trời nhoi luôn. Dạ, mình có thật sự là tiền bối không ạ? À? Mình nhảy hơi nhiều ạ. À. Không có, tụi anh là kiểu mới 15, 16 tụi mình mới vào đời. Mới vào đời. Mới vào đời. Đi lộn chương trình rồi bé ơi. Sao kêu là cái thiếu nhi game màu xanh tiếp đỏ là game nó chương trình chơi. Đúng rồi. Giờ thiếu nhi quá mà cái chủ đề của em ngày hôm nay là không giàu liệu có hạnh phúc quá. Thì không biết là thiếu nhi có đủ kiến thức suy nghĩ, trải nghiệm để mà bàn luận với em ta. Đủ không? Đủ, đủ nha. Đủ. Nếu mà không đủ thì giờ cho anh chơi game sao được không? Là giờ xin mời anh chị chơi game sao? Kêu lại luôn. Không, mà cứ kêu lại. 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 Ra ngoài kia thì em đợi đi xuống dưới đây mời lên lại không thấy cái đứa đẹp quá tại vì tụi anh là người chơi ăn cũng dù là đi anh, bàn với nhau rồi anh à, không bây giờ hai chia hai đội rồi đó hai đội rồi đó sếp rồi tụi em bên đó sếp mình chơi ủa mình ủa tụi em ăn cái nhóm đó đi đó rồi bây giờ mình chơi đi cây đi nè tập trung hai đội ra lên lên bây giờ đã có hai đội rồi sao tụi em xin ông MC à? Đâu, 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 ví dụ như mà mình làm MC là mình đâu có nhận bên này bàn quá không mình cũng đổi được này bàn đổi được bên này bàn quá cả hai bên bàn quá bây giờ mình sẽ thống nhất là xem là ai sẽ được cộng qua ai bây giờ quân nghe nhẹ cộng một trước rồi tiến tới một cộng và tạ hơi nặng lên 74 kg nói đúng mẹ là vui đó mọi người, bắt đầu chơi cái game cộng nhau mà 2 phút với là MC Anh Quân đều bị thất vị địa đệm hết. Nhưng mà Anh Quân thì nhẹ ký hơn 68 kg, cho nên là Phúc quyết định là cho Anh Quân lên lưng để Phúc cộng. Rồi trên trong cái lúc đó thì Phúc sẽ bị ngâm ở trong nước đá rất là lạnh, nhiều nước đá. Và Anh Quân đoán liên tục các cái con số mà cái tấm bảng thì MC Trần Anh Huy đưa ra cười xỉu luôn. Cổng MC Anh Quân không thấy nhẹ thiệt, ông có 6 mấy ký, nhìn cao to vậy chứ không có 6 mấy ký nhẹ thôi. Số cũng sẽ gặp phải thật là nhanh nha mọi người. Nó cho qua thời gian có giới hạn mà dưới thì đậm quá đụng lên cho Quân trên Quân đó. Mọi người cái đèn coi tụi mình cười xỉu. Trời ơi, đến cái game là chuyện nhà chưa tỏ rất là vui. MC Phương Linh và MC Trần Thi và bên kia đối thủ Phúc là MC Khánh Ly và MC Ngọc Hiền. Nó nói đại hội 6 MC chơi. Bao nhiêu ạ? Có thể cộng từng phép quán thôi đi. Cộng từng phép quán thôi. 9 trừ 9 trừ 8 5 cộng 2 mấy chứ trời xong trừ nhá. Mà cái căng thẳng đó là thời gian nó trôi qua rất là nhanh liên tục luôn. Ở dưới thì lạnh là trụ. Là chị chơi quân đọc lẹ mà đọc mà lâu nữa là chắc sụn cái lưng không đoán được luôn á, cho nên nó quyết định là để cho Quân đọc và nhiều cái câu. Nói chung là cái bộ đề dành cho bên nhà Phúc và đội mà thầm lặng á, bên kia là đội cái gì rộn ràng thì bên đây thầm lặng thì rất là khó luôn. À, cũng trả lời được 6 câu đó. Còn ở bên kia là trả lời liên tục thì ở bên kia đội bên kia là trả lời là được 9 câu đó, đội bên kia thắng. Nói chung chơi cái nào thì đội bên rộn ràng cũng thắng, là đôi thầm lặng Phúc là thua tôi nói thua sắp mặt luôn mọi người. Nhưng mà rất là vui nha, vui lắm. Vui là cái là biết sao, đứng ở trong lạnh nhưng mà thời gian khống chế mà Quân phải trả lời được là nhanh đó. Các cái đáp toán đưa ra tôi đút lộn luôn, nó cộng trừ chi nó vậy. Em mới phải em phải này em mới kia mà tao nói đa lưng thì đau mà chơi thì háo thắng kinh khủng. Cười nhiều, chơi chủ yếu cười là nhiều mọi người đó. Cái phần này là trợ lý Phúc ghi lại là nhiều nhất đó mọi người. Coi cái trả lời đó rớt tới nơi nào, giấy tờ là Trần Anh Quy là rớt cầm mà rớt lả chả lãng sản luôn mọi người. Như cũng vui đó. Mà quay ngay cái ngày mà 8 tháng 3 mà mọi người là cho như là chuẩn bị lẹ lẹ đi về ngày quốc tế phụ nữ đi chơi bời vui nữa, ai cũng muốn quay cho nhanh đó. Mà càng nhanh á thì càng rối đó. Nói chung là được một cái
hai đầu game thì bữa giờ là Phúc chơi được hai game trong đầu năm mới, là cười game nào cũng cười game chứ có ông tây cũng chưa phát sóng. Hôm nay về chuyện nhà chưa tỏ chưa phát sóng nhưng mà cười cười vui đó, lúc này là xong rồi sụm nụ hết, giờ là phải bước ra nè, bước ra là để coi kết quả bắt đầu dí Phương Linh kêu giảm vô đi, nhỏ sợ kêu rất là sợ hãi là cũng sợ hãi, cũng quải hết, cũng rất là sợ. Hai đứa nào cũng sợ hết á, cho nên là kiểu như là mình muốn cho là thử để MC nhúng nước thử cho mới biết. Nhưng mà nói chung là vui, cái game rất là vui, nhanh gọn, ý nghĩa. Nếu mà chơi mà không biết quay là từ tới nơi là từ hả 5 giờ, mọi người biết tới 9 giờ tối, 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong cái game này. Nói chung là đi chơi game rồi mới biết thấy thương MC, thương người chơi. Ở phía bên kia là rất nhiều các bạn cổ động viên nha mọi người. Nha. Màn là Phúc bắt đầu chạy lời, mọi người bắt đầu thấy đội bên Ngọc Tiên với Khánh Ly trả lời đúng quá, bắt đầu qua lấy nước đá rồi chét chơi dơ rồi coi như là cho lạnh, mà không ngờ đâu khi mà tản vậy là Tiên kêu chứ nhờ mình tản ra làm cho hả đỡ lạnh hơn, để rồi cuối cùng là cũng hả thua sắp mặt. Bây giờ là mình phải giữ tinh thần đồng đội với mình, còn vòng 3 nữa và vòng 3 có thể lội được vòng. Hai cái anh quân giỏi lắm, cuối cùng chơi thua từ đầu tới đuôi, nãy giờ thua không bình đồng tiền quá, đồng tiền quá. Anh Phúc nói như vậy nhưng mà về anh quân buồn một tuần đó, chứ một cặp người khác không. Anh Quân rất là ok nha, ok là đúng không, ok quân giỏi xuất sắc nha. Mình có hai anh bên trái không anh? Em nghĩ đó là anh Quân sẽ không buồn vì những cái lời nói trước đó, mà anh chỉ suy nghĩ về cái việc mà anh nói là anh dễ thương, anh Quân ok thôi. Đã làm mặt quá. Ok. Dạ rồi, như vậy là chúng ta đã quay giúp chúng tôi giúp cộng vô gương mặt của bạn này. Bạn ơi, em ơi, anh xin phút này em tên gì? Nga, Nga ơi, Nga hãy bình chọn cho anh nha. Nga, anh Phúc ơi, anh Phúc ơi, người ta không phải tên Phượng đâu anh. Dạ. Có ai tên Phượng không tụi em? Không, anh Phúc, anh Phúc. Mấy bạn khán giả của em á hả là công bằng lắm, cũng có người kêu gọi em vậy á, là lát hôm nay được chọn luôn á. Thôi các bạn chẳng thấy độ yên nguyên đi. Thật ra là các bạn khán giả khi có mặt ở trong trường quay, họ cũng như chúng ta, họ cũng có quan điểm riêng, họ cũng có những cái ý kiến riêng. Bởi còn lúc này là hớn hở rồi, hớn hở tung tăng rồi. Nói chung là đây là những cái hình ảnh mà quay lại khoảnh khắc nguyên một cái ngày hôm nay quay game cho mọi người coi, rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những hình ảnh của Phúc ghi lại được cái khoảnh khắc mà đi chơi game, giống như là làm MC quen, là làm khách mời nó cũng vui rồi mọi người. Vừa có tiền, vừa được chơi, vừa gặp đồng nghiệp mà quẩy, rồi gặp khán giả cũng hết mình vui nha. Nói chung là trong năm nay là game nào cũng vui, làm thế nào vui, cố gắng xuất sắc, tại vì năm mới mà, năm rồng giáp thình rộn ràng, tưng bừng là lên luôn nha mọi người nghe. Đây đó, có những cái màn là chẹt nước là nè, đó những hành động. Chúc mọi người một cái năm mới rất là nhiều game show vui trên cả các cánh sóng, hy vọng cũng sẽ được làm khách mời trong nhiều game nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi clip này nha. Xin chào, nhớ like, share, subscribe nha.